cả mọi người, xin chào bà con, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè gần xa. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Mọi người đã vừa xem qua một đoạn video ngắn và hẳn mọi người cũng đã đoán ra chủ đề hôm nay em làm là về gì rồi đúng chưa ạ? Vâng, đó chính là về chủ đề đấy nào. Khi nào cần thay dầu nhớt ô tô? Nào, em và mọi người sẽ cùng đi vào phần tiếp theo nhé. Khi nào cần thay nhớt ô tô? Vâng, mỗi người sử dụng một hãng xe khác nhau, một dòng xe khác nhau và lộ trình chạy xe cũng khác nhau. Vì vậy không có câu trả lời chính xác cho tất cả các trường hợp. Tiếp đến là dầu động cơ cần thay đúng lúc, bởi bản chất dầu nhớt ít bị tiêu hao, nhưng trong dầu có nhiều loại phụ gia thực hiện các chức năng khác nhau như làm sạch, chống mài mòn, chống rỉ, chống oxy hóa, chống tạo bọt. Để thực hiện những chức năng vừa kể trên, các phụ gia này bị tiêu hao dần làm cho dầu bị xuống cấp, cần được thay mới. Do trong quá trình đốt cháy, nhiên liệu sản sinh ra nhiều muội và cặn bẩn nên việc giữ cho các bộ phận bên trong động cơ không bị bám cặn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà dầu động cơ khác phần lớn với các loại dầu nhớt khác là có thêm các phụ gia tẩy rửa để làm sạch các bề mặt động cơ và phụ phân tán cặn bẩn thành những phân tử nhỏ lưu giữ chúng trong dầu. Đó là nguyên nhân vì sao khi chúng ta xả dầu ra, dầu lại có màu đen. Dầu có màu đen chứng tỏ dầu đã hoạt động và làm việc rất là tốt. Tuy nhiên mỗi loại dầu chỉ có thể lưu giữ được một lượng cặn bẩn nhất định. Quá mức đó thì cặn bẩn sẽ lắng đọng lại và bám trở lại trên bề mặt động cơ. Và đó là một lý do nữa cho việc chúng ta cần thay dầu đúng kỳ hạn, có thể là theo thời gian, số km. Định kỳ thay dầu cho xe dựa trên số km, 3.000 km, 5.000 km hoặc 10.000 km. Có những yếu tố đời xe, tuổi xe, điều kiện đường và khí hậu, thói quen của các bác tài đối với những xe đời cũ di chuyển trên đường, điều kiện không tốt, dốc, ẩm, ướt, bụi bặm cần thay dầu thường xuyên và sớm hơn so với quy định. Đối với những cái xe lưu thông trong thành phố và nhất là trong nội đô phải dừng đỗ liên tục lên cũng cần thay dầu thường xuyên hơn so với xe chạy đường trường và tốc độ ổn định. Một lưu ý, thói quen lái xe nhẹ nhàng, tăng tốc từ từ, không phanh gấp, góp phần nào kéo dài thời gian sử dụng dầu. Lưu ý, thời điểm thay dầu phụ thuộc vào cả hai yếu tố là thời gian và quãng đường di chuyển. Theo một số chuyên gia của các hãng xe lớn khuyến nghị cần thay dầu sớm hơn, không nhất thiết phải đợi đủ số km. Mặc dù có thể xe chạy ít vì dầu lưu giữ trong động cơ lâu ngày cũng bị xuống cấp theo thời gian. Để lựa chọn loại dầu nhớt phù hợp, chúng ta lựa chọn theo hai thông số là cấp chất lượng ABI và cấp chất độ nhớt SAE của dầu. Đối với động cơ xăng, các cấp chất lượng hay được khuyến nghị là ABI, SG, SG, SL và SM. Trong đó chữ S là ký hiệu cho loại dầu dành cho động cơ xăng. Chữ cái đứng sau biểu thị cho chất lượng, được xếp theo thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái. Chữ cái càng đứng sau thì chất lượng càng cao. Ví dụ dầu đạt cấp ABI thì có chất lượng cao hơn dầu đạt ABISN. Và cấp chất lượng dùng cho động cơ cao cấp nhất hiện nay trên thế giới là ABISN. Đối với động cơ diesel thì các cấp hiệu năng cao thường được khuyến nghị là ABI, CG-4, CH-4 và CI-4. Chữ cái C là chữ cái ký hiệu cho loại dầu phù hợp với động cơ diesel. Chữ cái thứ 2 đứng sau chữ C biểu thị cho chất lượng cũng theo ABC. Số 4 là dùng cho động cơ 4 thì. Tiếp đến là anh em quan tâm đến cấp độ nhớt SAE. Các cấp hay khuyến nghị sử dụng nhất là SAE 40, 50 đối với dầu đơn cấp và SAE 15W-40 và 20W-50 đối với dầu đa cấp. Dầu đơn cấp chỉ bảo đảm độ nhớt ở nhiệt độ thấp, ở nhiệt độ cao đủ để bôi trơn động cơ. Còn nhớt đa cấp thì vừa bảo đảm độ bôi trơn ở nhớt ở nhiệt độ cao, vừa giúp xe khởi động vận hành dễ dàng ở nhiệt độ thấp do không quá đặc. Hiện nay các hãng xe chế tạo đang chuyển dần sang chế tạo xe sử dụng nhớt đa cấp có độ nhớt thấp SAE 15W-40 hoặc 10W-30. Những loại nhớt này không những chỉ bảo vệ tốt động cơ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, giúp xe khởi động và vận hành dễ dàng hơn. Xin cảm ơn mọi người đã cùng xem video của em. Mong rằng những chia sẻ trên đã phần nào giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho anh em.
Mọi người có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Mọi người hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn mọi người.